trong vũ trụ to to có hành tinh nho nhỏ. Trong hành tinh nho nhỏ có con bò xinh xinh. Hằng ngày con bò đó cung cấp biết bao nhiêu là sữa cho hành tinh này. Bạn có biết sữa là thực phẩm tuyệt vời để cải thiện sự tăng trưởng cơ bắp? Trẻ em cần uống sữa để xương khỏe, từ đó tăng trưởng chiều cao hợp lý. Người lớn uống sữa cũng giúp chắc xương, giảm nguy cơ bị loãng xương. Lợi ích của sữa là vô cùng lớn, tuy nhiên lại ít người biết hộp sữa tươi mỗi ngày họ cầm trên tay uống đã trải qua những giai đoạn nào để đến được với họ. Để trả lời cho câu hỏi ấy, nhóm Wonder Girls đã đi sâu và tìm hiểu về chuỗi cung ứng của dòng sản phẩm sữa nước do công ty Vinamilk sản xuất. Theo công ty nghiên cứu thị trường Nelson, tính đến tháng 8 năm 2013, công ty Vinamilk củng cố vị trí dẫn đầu với 49% thị phần toàn ngành sữa nước. Thành công này chính là nhờ chiến lược đúng đắn trong chuỗi cung ứng của Vinamilk. Mắt xích đầu tiên trong chuỗi cung ứng chính là nhà cung cấp. Ngay từ đầu, Vinamilk đã xác định nguồn cung cấp sữa nguyên liệu chất lượng và ổn định là đặc biệt quan trọng. Với hệ thống 5 trang trại nuôi bò lớn, cung cấp 90 tấn sữa mỗi ngày và 5.000 hộ dân cung cấp 460 tấn sữa mỗi ngày, hiện nay Vinamilk là nhà thu mua sữa lớn nhất trên thị trường. Thu mua khoảng 60% sữa tươi trong nước do có lợi thế về mạng lưới và chính sách thu mua như chính sách giá thu mua phù hợp với từng miền, theo mùa vụ và theo tình hình giá thế giới. Chính vì vậy, Vinamilk luôn chủ động được nguồn nguyên liệu với giá ổn định, cũng như tránh được tình trạng khan hiếm nguyên liệu khi có bất ngờ xảy ra, góp phần phân tán rủi ro trong quá trình sản xuất. Xích thứ hai trong chuỗi cung ứng là nhà máy sản xuất. Các nhà máy này được đặt tại các vị trí chiến lược gần nông trại bò sữa, cho phép Vinamilk duy trì và đẩy mạnh quan hệ với các nhà cung cấp. Hơn thế nữa, nhà máy của Vinamilk luôn hoạt động với công suất ổn định nhằm đảm bảo nhu cầu của người tiêu dùng. Với mạng lưới rộng lớn, 12 nhà máy của Vinamilk phân bố khắp cả nước, trong đó có 9 nhà máy sản xuất sữa nước. Nguyên liệu sữa sau khi thu hoạch hoặc mua từ người dân sẽ được chuyển ngay vào bình lọc, bồn trung gian, sau đó được đưa vào bồn lạnh để bảo quản. Nguồn sữa này được xe có hệ thống giữ nhiệt chuyển về nhà máy ngay trong ngày. Tại nhà máy với hệ thống chất lượng hiện đại, sữa được thanh trùng, đóng hộp bởi hệ thống đóng gói bao bì hiện đại nhất thế giới, Tetra Tech, sau đó được xuất xưởng đến hệ thống kho bãi của Vinamilk. Từ kho bãi, Vinamilk vận chuyển hàng hóa đến 3 kênh phân phối lớn. Key Accounts phân phối trực tiếp đến các trường học từ kho bãi. Thứ hai là siêu thị, phân phối trực tiếp đến gần 600 siêu thị trên toàn quốc, đóng góp 10% vào doanh thu nội địa. Và cuối cùng là nhà phân phối, bao gồm 266 nhà phân phối độc quyền trên toàn quốc, phân phối đến bán buôn, bán lẻ, 224.000 điểm bán lẻ, siêu thị, cửa hàng đại diện. Tính đến năm 2013, Vinamilk có 60 cửa hàng đại diện trải dài trên toàn quốc. Với mạng lưới phân phối rộng khắp, sự đổi mới liên tục về khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm với chất lượng tốt, tính đa dạng về sản phẩm cũng như chính sách giá cả hợp lý, thông tin chính xác đến người tiêu dùng, đồng thời tạo được sự khác biệt đối với các sản phẩm đối thủ và thay thế khác, Vinamilk đã đáp ứng được đa số nhu cầu tiêu dùng mọi nơi, mọi lúc, với mọi tầng lớp. Chính vì vậy, Vinamilk không những có những khả năng đàm phán đối với khách hàng, nhà phân phối cũng như khả năng định giá trên thị trường, mà còn chứng tỏ một điều, hệ thống phân phối là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng của Vinamilk. Một trong những lý do khiến chuỗi cung ứng của Vinamilk thành công chính là nhờ dòng thông tin được cung cấp chính xác và nhanh chóng giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng. Quy trình quản lý hàng hóa trước kia hoàn toàn thủ công, dẫn đến một số hậu quả như lượng hàng tồn kho quá nhiều, trong khi sản phẩm đầu ra lại tiêu thụ quá chậm, gây tốn kém trong cả quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Nhờ việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong toàn bộ chuỗi, Vinamilk đã quản lý có hiệu quả hơn các kênh phân phối sản phẩm. Là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, Vinamilk đã đạt được những thành tựu đáng kể nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng. Trong đó phải kể đến việc ứng dụng giải pháp quản trị mối quan hệ với khách hàng CRM của SAP. Các nhà phân phối có thể kết nối trực tiếp vào hệ thống qua đường truyền Internet, sử dụng chương trình SAP hoặc kết nối theo hình thức offline. Còn các nhân viên bán hàng sử dụng PDA, thiết bị cầm tay thông minh, kết nối với hệ thống tại nhà phân phối để cập nhật thông tin. Nhờ đó mà dòng thông tin giữa bán hàng và phân phối có sự nhịp nhàng, uyển chuyển hơn. Ngoài hệ thống ERP còn giúp công ty tránh được rủi ro trong công tác kế toán, các khâu quản lý kho hàng, phân phối, điều hành doanh nghiệp, quan hệ khách hàng và sản xuất.
dòng tài chính đều được hệ thống IT kiểm soát chặt chẽ qua phần mềm ERP, quản lý từ khâu cung ứng nguyên liệu đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Thứ nhất là dòng nợ. Đối với nhà cung ứng thì Vinamilk thu mua sữa tươi với giá trung bình khoảng 13.600 đồng một lít và tùy theo điều kiện chính sách ưu tiên phát triển của vùng miền để có mức giá thu mua khác nhau. Trong 9 tháng đầu năm 2013 thì tổng giá trị thu mua gần đến 1.500 tỷ đồng. Nếu xét trên các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2013 là 2,0, tăng 0,1% so với năm 2012. Như vậy, trong năm 2013, một đồng nợ của Vinamilk được đảm bảo bằng 2 đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Qua đó cho thấy được nguồn lực tài chính vững mạnh của Vinamilk, dòng tài chính đến người dân được đảm bảo. Thứ hai là dòng tiền. Đây là dòng thu của các nhà phân phối bán hàng của Vinamilk. Trong công ty có chính sách quản lý các khoản thu và được cài đặt tự động trên hệ thống ERP. Qua đó có thể thấy được chính sách đối với nhà cung ứng và chính sách quản lý các khoản phải thu của Vinamilk được thực hiện tốt. Việc phát triển và hoàn thiện chuỗi cung ứng góp phần đưa Vinamilk hoàn thành mục tiêu trở thành một trong 50 công ty sữa hàng đầu thế giới vào năm 2017. Vinamilk, tự hào sữa Việt.